vẫn nhớ mãi bọn mình trong đội vàng Anh Nam Định. Lúc ấy chúng mình đã 14 tuổi cả rồi, vậy mà đứa nào cũng còn hồn nhiên lắm. Hồi đó khó khăn lắm mới chụp được tấm ảnh. Tấm ảnh đội vàng Anh giờ chỉ còn là nhạt nhòa vậy thôi, vậy mà tụi mình vẫn quý vô cùng. 52 năm trôi qua trong chớp mắt, bọn nhóc 14 tuổi ngày nào đã lên chức ông bà nội ngoại cả rồi. Giọng cũng không còn trong trẻo như xưa, vậy mà tinh thần vẫn không thay đổi, họp mặt lại cũng không được đầy đủ. Chợt thấy ngập ngùi, những kỷ niệm về đội vàng Anh vẫn chỉ như ngày hôm qua. Em đến thăm anh
số 01 đã chọn một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tô Vũ để thể hiện cho đêm nay Em Đến Thăm Anh Một Chuyện Mưa. Quả thật rằng là các bài hát đã được các thí sinh chọn lựa gút từ ngay đầu vòng chung kết, nhưng không ngờ ngày hôm nay ca khúc này cũng đã trở thành lời tiễn đưa nhạc sĩ Tô Vũ, là một nhạc sĩ và là nhà lý luận âm nhạc gạo cội của Việt Nam, khi ông mới vừa từ trần cách đây vài ngày, xin được chia buồn cùng với nền âm nhạc Việt Nam. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sẽ có đôi lời nhận xét về phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà. Tuy là nhạc sĩ Tô Vũ vừa đi xa cách đây 3 hôm, tôi xin thay mặt nhạc sĩ Tô Vũ cảm ơn cô Thanh Hà hát bài hát. Giọng hát cô vẫn còn trẻ khỏe lắm. Tôi hy vọng là sang năm nữa đi thi, cô cứ tiếp tục đi thi nữa đi. Kể ra trên 60 tuổi mà còn chịu khó trời mưa đến thăm anh thì tuyệt vời. Tôi chưa được cái hạng hành nó bao giờ. Và chúc cô là trong cái kỳ thi này cô sẽ nhận được một giải thưởng tương xứng. Cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhắn tin bình chọn cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà bằng cách soạn tin 01 gửi về tổng đài 8534 thưa quý vị. Xin được cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Hà.